Xin chào, khi giáo sư Robert Lessig tuyên bố rằng đường là chất độc đã khiến rất nhiều người hoang mang và dư luận tranh cãi gay gắt. Thế nhưng, sau khi ông đưa ra kết quả nghiên cứu trong 16 năm trời của mình về những tác hại của đường thì có vẻ như lời khẳng định của ông lại đúng. Vậy thì tại sao đường lại được xem là chất độc? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đường là một chất mang lại nhiều tác hại cho sức khỏe. Chúng ta sẽ làm rõ ở phần sau của video. Nhưng điều rất nguy hiểm của nó là chúng ta không nhận thức được điều này. Giống như việc nếu kẻ thù mà lộ mặt tuyên bố chơi khô máu với bạn thì bạn sẽ biết mà đối phó. Nhưng kẻ thù lại chính là tay đồng nghiệp vẫn âm thầm tìm mọi cách hãm hại bạn, trong khi mặt vẫn nở một nụ cười thân thiện và biểu hiện như anh em ruột thịt, thì thằng đó mới thực sự là nguy hiểm. Thậm chí người ta còn nói rằng đường nguy hiểm hơn cả bột trắng. Nghe thì hoang mang, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó rất có lý. Đường và bột trắng đều là những chất gây nghiện. Khi sử dụng, não sẽ được kích thích để tiết ra dopamine, một loại chất làm chúng ta cảm thấy đê mê, phê pha, sung sướng. Bằng chứng của việc đường gây nghiện đó là bạn sẽ thấy nước ngọt ngon hơn nước lọc, thấy bánh ngon hơn rau xanh, hay ngày nào không làm một ly trà sữa thì không chịu được. Cùng là chất gây nghiện, nhưng với bột trắng, chúng ta biết rõ tác hại của nó. Chơi vào cái biết sai ngay, người ngáo như con cáo. Thì với đường, nó chẳng gây ra hiện tượng gì. Có điều ẩn sâu bên trong, nó lại đang ăn mòn cơ thể. Cho nên, nói rằng đường nguy hiểm hơn cả em Mai nhà bà Thúy thì cũng không sai đâu được. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu đường gây nguy hiểm cho cơ thể như thế nào. Đầu tiên, cần làm rõ một chút. Thực ra, nói đường nguy hiểm thì cũng không hoàn toàn đúng. Mà chính xác là đường được chia làm hai loại, có đường tốt và có đường xấu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đường tốt là loại đường có trong rau củ quả sạch. Còn đường xấu, đường gây hại cho sức khỏe, là loại đường mà đã được tinh chế, ví dụ như đường tinh luyện từ cây mía. Người ta còn gọi nó là đường bổ sung. Chúng ta thường ăn phải loại đường này trong thực phẩm như bánh kẹo, nước ngọt, sữa, v.v. Nói chung là cái gì được chế biến sẵn thì đều dùng đường bổ sung. Vậy thì dựa vào đâu mà người ta biết nó tốt hay xấu? Thì câu trả lời là các nhà khoa học đã dựa vào tỷ lệ chất dinh dưỡng đi kèm mỗi calo đường. Mà đường tốt thì khi chúng ta nạp vào, nó sẽ được đi kèm nhiều loại vitamin, khoáng chất, axit amin, các loại chất dinh dưỡng khác và đặc biệt quan trọng nhất là có chất xơ. Sự hiện diện của chất xơ chính là yếu tố then chốt vì nó làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu của chúng ta. Còn đường xấu thì không có chất xơ, cũng chẳng có chất dinh dưỡng nào đi kèm. Thế nên ăn chúng, nó sẽ rất dễ được hấp thụ và đường trong máu sẽ tăng vọt, gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Đó chính là sự khác biệt giữa đường tốt và đường xấu. Bây giờ sẽ là mối nguy hiểm tiềm ẩn nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường. Cái đầu tiên là tăng cân. Điều này thì quá dễ nhận biết. Các bạn sẽ thấy những ai thích ăn đồ ngọt, uống nước ngọt nhiều thì thường sẽ béo. Mà đã béo, đường lại còn gây nghiện, làm những người đó ăn ngày càng nhiều, lại càng béo hơn, cuối cùng là béo phì. Thứ hai là đường làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Một nghiên cứu trên 30.000 người cho thấy, nếu lượng đường bạn ăn vào mỗi ngày chiếm khoảng từ 17 đến 21% tổng lượng calo nạp vào cơ thể, thì sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn 38%. Mà các chuyên gia dinh dưỡng ước tính, chỉ một lon Coca thôi đã mang lại 10% calo từ đường xấu. Theo nghiên cứu trên, uống 2 lon mỗi ngày sẽ làm nguy cơ bệnh tim tăng thêm hơn 38%. Thứ ba là đường xấu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, một loại bệnh rất nguy hiểm. Các bạn có thể tìm hiểu thêm video về tiểu đường của Kiến thức thú vị để hiểu rõ. Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung là nguyên nhân chính gây ra béo phì. Mà béo phì thì lại là yếu tố cao nhất gây ra tiểu đường. Hơn nữa, việc tiêu thụ nhiều đường trong thời gian dài còn dễ dẫn đến tình trạng kháng insulin. Mà kháng insulin sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao, dẫn đến tăng mạnh nguy cơ mắc tiểu đường. Một nghiên cứu trên 175 quốc gia cho thấy, cứ uống thêm một lon nước ngọt mỗi ngày, nguy cơ bệnh tiểu đường lại tăng thêm 1,1%. Thứ tư, đường có thể gây ung thư. Một nghiên cứu trên 430.000 người cho thấy việc tiêu thụ đường bổ sung có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư màng phổi và ung thư ruột non.
Một nghiên cứu khác cho thấy những người phụ nữ ăn bánh ngọt và bánh quy nhiều hơn 3 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung cao hơn 42%. Thứ 5. Đường gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Một trong những loại đường bổ sung là đường fructose, hầu như chỉ được phân hủy ở gan. Trong gan, fructose được chuyển hóa thành năng lượng hoặc được lưu trữ ở dạng glycogen. Nhưng quá nhiều glycogen sẽ làm gan quá tải và chuyển nó thành mỡ để lưu trữ. Và đương nhiên, chúng ta có bệnh gan nhiễm mỡ. Một nghiên cứu trên 5.900 người trưởng thành cho thấy những người uống đồ uống có đường hàng ngày sẽ bị gan nhiễm mỡ cao hơn 56% so với những người không uống. Ngoài ra, đường bổ sung còn gây ra bệnh thận, bệnh gút, gây ra sâu răng, đẩy nhanh quá trình lão hóa và suy giảm nhận thức, làn da có nhiều nếp nhăn. Cái này đặc biệt quan trọng với các bạn nữ. Nó cũng làm tăng nguy cơ trầm cảm và nổi mụn trứng cá. Tóm lại, đường có hai loại. Nếu ăn loại đường tốt trong hoa quả thì sẽ không sao. Còn nếu ăn đường xấu từ thực phẩm chế biến sẵn, chúng ta sẽ gặp phải những bệnh nguy hiểm. Và đáng sợ hơn, đường lại gây nghiện và âm thầm gây ra các tác hại mà chúng ta không thể nào thấy bằng mắt thường. Thế nên, nếu muốn khỏe mạnh, các bạn hãy giảm đồ ăn chứa đường, thay vào đó hãy ăn nhiều hoa quả. Nhưng mà, nay hoa quả lại toàn thức sâu và chất bảo quản. Thôi thì tốt nhất là đừng ăn cái gì. Đùa vậy thôi, đường thì nguy hiểm thật, nhưng ngon thì không cưỡng lại được. Tùy các bạn lựa chọn, ăn hay không ăn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.